Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Ở cuối tập trước, sau khi đánh chén canh cá xong xuôi, mấy người từng Trần lại tiếp tục đi câu, mà lần này, từng Trần lại có lý giải hoàn toàn mới đối với U Minh Tinh Hà này, thế nên, ngay khi hắn vừa thả câu, thì phao câu của hắn đột nhiên động, trong nháy mắt đem cả chiếc tinh thuyền kéo cho lay động. Toàn bộ tinh thuyền giống như bị một cổ lực lượng khổng lồ cuốn lấy, kịch liệt lay động, muốn bị kéo ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người lão giả luôn kinh Hải ngẩn đầu nhìn lại, liền thấy cần câu trong tay từng Trần đã bị nắm chặt, dây câu kia cũng sụp đổ phát ra thanh âm kẻo kẹt hai tay từng từng nắm cần câu không cho cần câu kia rời tay lúc này mới khiến cho cả tinh thuyền đều bị kéo theo trời ơi đây là câu gì vậy ánh mắt lão giả lùn dại ra con ngươi đều sắp nổ tung hắn ở trong chợ đây này vô số vạn năm trải qua quá nhiều cũng đã gặp qua quá nhiều nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người câu cá trong u minh tinh hà ngay cả cần câu cũng bị uống cong không đúng đừng nói là lần đầu tiên nhìn thấy ngay cả nghe cũng là lần đầu tiên trong lòng từng, từng cũng giật mình xuyên thấu qua quy tắc hắn cảm giác rõ ràng lưỡi câu của mình vậy mà bị một tồn tại cực kỳ khủng bố khí tức kia hừng hực vô cùng hơn nữa lực lượng kinh người ngay cả trong khoảng thời gian ngắn từng Trần cũng suýt chút nữa không thể giữ lại như cần câu muốn tuột ra khỏi tay vậy nhanh ổn định tinh thuyền từng Trần khẽ quát một tiếng trong ánh mắt tỏa ra thần quang đây rõ ràng là câu được thứ tốt đại nhân ta đến giúp ngươi không cần từng trần mở miệng trong nháy mắt cần câu của từng trần bị kéo căng cổ lực ma và tề bộ mạng cùng cả thứ thiên khung đều nhào lên trong đó cổ lực ma tốc độ nhanh nhất một tay thay từng trần bắt được phía trước cần câu dùng sức kéo căng vẽ mặt hưng phấn và kích động mẹ nó lại có cá lớn tới sao chẳng lẽ lần này hắn lại có lộc ăn lập tức cổ lực mai dùng sức toàn thân dùng sức kéo cần câu tượng đá khôi lỗi cũng bị kinh động thân thể hơi tỏa sáng tinh thuyền vốn bị kéo đi lập tức ổn định lại vững vàng đứng ở trên tinh hà lù lù bất động từng trần vui mừng quá đổi điều hắn lo nhất chính là tinh thuyền không thể chịu được sự lôi kéo của con cá lớn này hiện tại tinh thuyền này ổn định lại hiển nhiên là ổn định hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn thì trong lòng yên tâm hơn nhiều. Chỉ cần tinh thuyền này không bị lôi đi, như vậy con cá lớn này chắc chắn không chạy thoát được. Trong cơ thể từng trần dũng động quy tắc đáng sợ, trong thân thể của hắn như là có tiếng sấm nổ vang. Cổ lực ma, ngươi tránh ra, đại nhân, ta đến giúp ngươi. Thứ thiên khung nhìn cổ lực ma không có chút khí lực nào, lúc này khẽ quát một tiếng, muốn cổ lực ma thối lui, hắn tự mình động thủ. Cổ lực ma vội vàng buông tay ra, nhường vị trí cho thứ thiên khung. Không cần, xem ta đây, lên cho ta. Trong miệng từng trần đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn, như kinh lôi oanh minh đồng thời bỗng nhiên kéo cần câu lục đạo luân hồi kiếm ẩn chứa lực lượng đáng sợ điên cuồng thi triển lập tức mặt biển oanh một tiếng một đạo hồng quang trái mắt từ đáy biển bỗng nhiên bốc lên ánh sáng đỏ này quá chói mắt mang theo quy tắc đại đạo đầy đáng sợ chiếu rọi khiến tất cả mọi người không cách nào mở mắt ra được ánh sáng màu đỏ đây không phải thần quang ngư cũng không phải là thiên hồng cẩm lý cổ lực ma kích động hô lên thần quang ngư là thần quang trái mắt giống như mặt trời chói chang mà thiên hồng cẩm lý cũng là hào quang năm màu về phần minh vương tinh ngư đó là màu đen kịch nhưng lần này đại nhân câu được cá lại là hào quang màu đỏ hiển nhiên so với phẩm loại trước đó câu được đều không giống lần này lại là gì đám người lão giả lùng cũng đều vội vàng nhìn qua liền thấy hồng quang kia nở rộ vỗ một tiếng rơi xuống trên tinh thuyền vật này toàn thân màu đỏ cuộn thành một quả cầu toàn thân như san hô dưới tinh quang u minh tinh hà giống như bảo thạch phát ra sáng bóng rạng rỡ lại câu được thứ tốt trong lòng lão giả lùng cũng không khỏi nhảy mạnh một cái món đồ chơi này tự hồ hắn cũng chưa từng thấy lần này là cái gì đại nhân để ta nắm lấy nó cổ lực ma hét lớn một tiếng không đợi từng trần mở miệng đã không chờ được mà nhào tới gắt gao ôm lấy đoàn đồ vật kia giờ nắm đấm muốn cho nó một quyền nhưng sau một khắc cổ lực ma lại phát ra tiếng gầm rú thê lương nắm đấm của hắn vậy mà bị kẹp chặt lấy lúc này mọi người mới nhìn rõ từng trần câu được chỗ nào là cái gì lại là một con hồng sắc xích long bong một tiếng một nắm đấm khác của cổ lực ma hung hăng nện ở trên thân con xích long này tôn giả khủng bố tỏa ra khí thế mượn lực phản chứng kéo mình bay ngược ra ngoài máu tươi màu xanh lục nhỏ xuống từ cánh tay bị thương không nhẹ nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời chỉ sợ một bàn tay này cũng sẽ bị bẻ gãy mà con xích long này sau khi bị cổ lực ma đánh một quyền trên áo giáp rõ ràng không có nửa điểm dấu vết chỉ là muốn may hai cái chân của nó nhấc lên hoảng loạn hai con ngươi như trân trâu màu đen cảnh giác nhìn đám người từng trần bốn phía tội nghiệp giống như là sắp khóc đến nơi là một con tiểu long mẹ nó đầu chết lão tử rồi con tiểu long này cũng quá biến thái đi sức mạnh lại lớn như vậy sao cổ lực ma hít một hơi lạnh thôi động lực lượng tôn giả trong cơ thể chữa trị thương thế trên cánh tay mình lập tức vết thương mấp máy nhanh chóng khép lại nhưng hắn vẫn đau nhe răng trợn mắt ta không tin ngay cả một con tiểu long ta cũng không bắt được cổ lực ma sắc mặt tái xanh rất là khó coi bị một con tiểu long làm bị thương truyền ra ngoài chuyện này thật sự là để thiên hạ chê cười rồi hắn xông tới lập tức sức mạnh tôn giả tràn ngập phải chế ngự con tiểu long này nhưng mà con rồng nhỏ này vung hai cái càng lớn công kích của cổ lực ma vậy mà tất cả đều bị nó ngăn cản trở về mặc dù có một ít công kích rơi ở trên người nó cũng căn bản đánh không nổi con tiểu long này hơn nữa trên thân con tiểu long này lại có từng luồng long khí bốc lên để cổ lực ma căn bản không dám tới gần quá mức. Tần trần ở một bên nhìn thấy cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, hắn đương nhiên biết trước đây khi tiến công cổ lực ma vẫn chưa thi triển hết toàn lực, nhưng mà cổ lực ma tốt xấu gì cũng là cao thủ tùng tôn, cả buổi vậy mà ngay cả một con tiểu long cũng không bắt được, thật sự làm cho người ta có chút im lặng. Hơn nữa bị cổ lực ma tên tôn giả này đánh ở trên thân thể, lại một chút việc cũng không có, phòng ngự của con tiểu long này không khỏi cũng quá kinh người khiến cho từng trần kinh ngạc nhất chính là ánh mắt nhân cách hóa của con tiểu long này phản phất như sở hữu linh trí vậy hơn nữa trên người của vật này vậy mà lại mang theo một tia long khí trong lòng từng trần hơi động lẽ nào tiểu long này sinh ra trí tuệ hoặc là một loại dị chủng nào đó thần thức của hắn quét qua chui vào trong thân thể tiểu long này lập tức cảm thấy một cổ khí tức hừng hực đang cô động ẩn chứa đạo tắc đáng sợ chỉ là kết cấu của tiểu long này cùng tiểu long bình thường cũng không có gì khác nhau sao có thể mạnh như vậy tiểu long này đến tột cùng là vật gì là giống loài gì vậy từng trần nhìn về phía lão giả lùn kia. Đúng vậy, đây rốt cuộc là tiểu long gì vậy? Vỏ ngoài cứng rắn như vậy, muốn chân chính sợ là không dễ dàng, đúng không? Cổ lực ma cũng vội vàng hỏi, nước miếng sắp chảy xuống rồi. Thứ thiên khung trừng mắt nhìn cổ lực ma, hắn thật sự hối hận vì mang cổ lực ma ra ngoài. Tên này quả thực là đồ tham ăn, sớm biết như vậy, cho dù là mang theo thông lực ma ra ngoài đều tốt hơn tiểu tử này. Đại nhân, tiểu long này sợ là linh vật trời sinh dị chủng trong u minh tinh hà này. Lão giả luôn ở một bên vội vàng nói, cụ thể là cái gì, ta cũng phải tra một chút lão giả luôn vội vàng lấy ra một bản thư tịch cổ xưa cũ nát, lục lọi lên. Có tra ra được thứ gì không? Cổ lực ma hỏi. còn tiểu long này toàn thân đỏ đậm, giống như san hô mã não vậy, cực kỳ cứng rắn, tôn giả không thể phá vỡ, lẽ nào là u minh cự hàm hồng long trong truyền thuyết? Lão giả luôn khiếp sợ chỉ vào một chỗ đồ giám của thư tịch cũ nát nói, thượng cổ nghe đồn, trong u minh tinh hà có u minh tinh hà cự hồng long, sinh mệnh nó dài lâu, có thể sống mấy trăm vạn năm, thậm chí có thể bơi vào trong u minh. U minh cự nhân sinh sôi nảy nở cực kỳ không dễ, cực kỳ hi hữu, chúng vừa sinh ra liền có kích cỡ sơn nhạt mỗi ba vạn năm liền lột xác một lần hình thể sẽ thu nhỏ lại một vòng 30 vạn năm sau sẽ co lại thành cỡ thùng gỗ từ nay về sau nó sẽ rơi vào kỳ thành thục kỳ trưởng thành có thể dài ngắn dài thì mấy chục vạn năm đứt thì mấy vạn năm một lần lột xác cuối cùng có thể hóa thành giao long gây sóng gió là bá chủ trên u minh tinh hà trên đó còn ghi lại vật này tại thời kỳ thành thục không thể luyện hóa thức ăn một khi ăn vào ẩn chứa kịch độc tôn giả cũng sẽ hóa thành máu sau khi hóa thành hồng long vỏ ngoài lột xác lại là thiên tài địa bảo lúc này ăn vào đủ để kéo dài tuổi thọ vạn năm ẩn chứa công hiệu khó lường lão giả lùng thì thào nói nhìn con tiểu long to bằng thùng nước này cổ lực ma nhất thời không biết nói gì cái gì người nói con này là rồng sao người xem ta là trẻ con ba tuổi sao long tộc thời đại thượng cổ chính là nhất mạch yêu tộc sau đó độc lập đi ra mặc dù số lượng không nhiều nhưng lại là đại tộc cường thịnh trong vũ trụ hơn nữa long tộc là trứng sinh từ trong trứng sinh ra lúc nào là tiểu long lột xác rồi ánh mắt cổ lực ma hồ nghi còn gì mà không thể ăn tên này chắc không phải đang gạt người chứ trên này đích thật là ghi chép như vậy Chán lão giả luồn đổ đầy mồ hôi lạnh không biết nên nói như thế nào từng trần cầm qua quyển sách cổ này trên đó xác thực ghi lại một ít chủng loại trong u minh tinh hà còn cái trăm loại chừng hơn một ngàn loại trên này đúng là có ghi chép của u minh cự kiềm hồng long hơn nữa hoàn toàn chính xác có chút tương tự với con tiểu long trước mắt này hẳn là không phải bị ra bất quá con tiểu long trước mắt này lại là một con rồng từng trần làm sao đều cảm thấy khó mà tin nổi vũ trụ kỳ diệu ngược lại cũng không phải tất cả rồng đều là long tộc sinh ra như cá chép vượt long môn liền có thể hóa thành rồng thiên nhiên công tham tạo hóa tiểu long biến thành rồng cũng không có gì lạ chính là thứ đồ chơi này hiện tại không thể ăn làm cho từng trần có chút thất vọng từng trần tiếp tục nhìn về phía sách cổ phía trên ghi lại u minh cự long bởi vì sinh sôi không dễ có năng lực tự bảo vệ mình rất mạnh thân thể chúng cực kỳ cứng rắn không sợ bất luận lợi khí gì đã kích càng lớn cũng có thể so với bảo khí tôn giả đỉnh cấp cực kỳ sắc bén có thể dễ dàng xé nát địch nhưng trong u minh tinh hà trong u minh tinh hà bất kỳ loại cá nào nhìn thấy đều tránh xa ra u minh cự long này thẳng đến mấy chục vạn năm sau khi hóa long sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ đến lúc đó một ít loại cá khổng lồ trong u minh tinh hà đều là đồ ăn của nó hơn nữa sau lần lột xác cuối cùng thiên tôn đều khó phá ánh mắt từng trần rơi vào trên người con tiểu long này không nghĩ tới một con tiểu long như vậy sau khi lột xác lại có thể trở nên mạnh như vậy bất quá mấy chục vạn năm đây là thời gian cực kỳ dài đoán chừng đến lúc đó mình cũng không biết đang ở nơi nào nhưng để con tiểu long này chạy từng trần đương nhiên cũng không cam lòng u minh cự long này tự hồ có trí tuệ nhất định mặc dù ghi chép nó thuế biến thành giao long sau đó mới có thể sinh ra linh trí hoàn toàn không biết hiện tại có thể thu phục hay không trong lòng từng trần hơi động lúc này từng trần vận chuyển thiên hồn cấm thuật một cổ linh hồn lực vô hình tràn ngập ra lập tức tràn vào trong cơ thể u minh cự long này từng trần lập tức cảm giác được một cổ lực lượng chống cự mãnh liệt quả nhiên có linh trí nhất định từng trần hứng thú tay phải lập tức chụp vào con tiểu long này sau đó hắn liền thúc giục vạn giấy ma thụ trong cơ thể một cổ bổ nguyên chi lực ma tộc vô hình tuôn trào ra dung nhập vào bên trong thân thể con tiểu long này lưu lại một đạo ấn ký trong cơ thể con tiểu long này lập tức Tần Trần cảm nhận được ý thức của con tiểu long này, cực kỳ non nớt, giống như một đứa trẻ 5 tuổi, mang theo tâm tình kinh hoảng. "Đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi." Từng Trần an ủi, một luồng linh hồn ba động chậm rãi thẩm thấu đến, U Minh Cự Long này cảm giác được tâm tình của Tần Trần, vậy mà trở nên bình ổn. Từng Trần đặt nó lên tinh thuyền, con tiểu long này nhìn trái nhìn phải, rõ ràng không kinh hoảng chút nào, đồng thời dưới sự chỉ huy của Từng Trần, ở trên bon thuyền này đi tới đi lui. "Đại nhân, ngài đây là" Đám người thứ thiên khung đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Từng Trần, còn tiểu long này tại sao lại lập tức yên tĩnh trở lại bản thân từng từng cũng có cảm giác mộng ảo căn cứ trên sách cổ ghi chép bình thường chỉ có lúc sắp luật xác đến giao long u minh cự long này mới có thể sinh ra trí tuệ như vậy có lẽ vật này cách luật xác đã không bao lâu nữa vật này đã sinh ra trí tuệ cho nên ta nói chuyện với nó một chút nó sẽ không công kích người nữa từng, từng nói với đám người cổ lực ma đám người cổ lực ma lập tức há hốc miệng đại nhân nói cái gì hắn đang nói chuyện với con tiểu long này chẳng lẽ đầu óc của đại nhân sau này ta gọi ngươi là tiểu long từng trần không thèm để ý tới suy nghĩ của những người khác đặt cho nó một cái tên trước mắt bao người từng trần bắt đầu trao đổi với tiểu long chỉ là trí tuệ của tiểu long này chỉ có năm sáu tuổi bởi vậy song phương giao lưu với nhau vẫn có chút khó khăn tiểu long người quanh năm sinh sống trong u minh tinh hà này có biết thần quan ngư ở đâu là nhiều nhất hay không từng trần dò hỏi những người khác thấy vậy đều không biết nói gì đại nhân rõ ràng đang hỏi con tiểu long này nơi nào có thần quan ngư nhiều nhất sẽ không phải đầu của đại nhân thật sự có chút ngốc chứ ai biết được lời này của từng trần vừa nói xong còn tiểu long kia thật sự là nặng nề gật gật đầu mẹ nó thật sự đáp lại cổ lực ma chỉ cảm thấy đầu mình có chút lớn nhanh không xoay chuyển được lão giả lùng cũng trợn mắt há hốc mồm hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi nhưng hôm nay nhìn thấy quả thực so với đời này hắn hợp lại còn muốn thần kỳ hơn nhanh người tới chỉ huy từng trần vốn chỉ thuận miệng hỏi hiện tại lập tức tỉnh táo lại quan tiểu long vào trong u minh tinh hà đại nhân cổ lực ma vội vàng hô lên nhưng đã không còn kịp nữa tiểu long đã bị ném vào trong u minh tinh hà trong lòng hắn lập tức ảo não không thôi đại nhân thật sự quá ngu sẽ không bị con tiểu long này lừa gạt chứ con tiểu long này thật có thể biết trong u minh tinh hà có chỗ nào nhiều thần quan ngư cho dù biết bọn nó đều là sinh vật trong u minh tinh hà cũng sẽ không nói cho đại nhân biết tần trần ở đầu thuyền khoanh chân ngồi xuống rất nhanh cùng tiểu long lấy được liên hệ dưới hiệu lệnh của tần trần tinh thuyền cấp tốc chạy về một phương vị khác của u minh tinh hà qua một buổi tinh thuyền dừng lại dưới hiệu lệnh của tần trần đại nhân ý của ngài là thần quan ngư ở nơi này sẽ nhiều hơn cổ lực ma lộ vẻ nghi ngờ tinh hà nơi này một màu đen kịch căn bản không nhìn thấy bên trong có đồ vật gì giống như đúc những nơi khác cũng không có gì khác biệt nơi này thật sự có rất nhiều thần quan ngươi sao chính là chỗ này trước tiên nghỉ ngơi một chút sau nửa canh giờ bắt đầu thả câu nửa canh giờ trôi qua từng trần lập tức mở hai mắt ra cầm cần câu của mình lên liền ném xuống thấy từng trần hành động đám người cổ lực ma cũng bán tính bán nghi nhanh chóng ném cần câu xuống cần câu của từng trần vừa rơi xuống lập tức phao câu của hắn chính là bắt đầu đong đưa ánh mắt từng trần sáng ngời vội vàng thu câu lập tức rầm một tiếng một vòng ánh mắt gai mắt chiếu rọi mọi người không mở ra được đây là một con thần quang ngư nặng chừng một cân bị từng từng ném lên mẹ nó thật sự có cá tất cả mọi người nhìn thấy mà sợ ngây người từng từng vừa hạ câu xong liền câu được một con tốc độ này cũng quá nhanh đi tốc độ từng Trần cực nhanh lập tức lấy một con thần quan ngư từ trên cái móc câu xuống bỏ vào trong thùng nước một bên tránh cho thần quan ngư chạy trốn sau đó từng Trần lại lần nữa thả câu vẹn vẹn mấy hơi thở sau trên móc câu của từng từng lại câu được một con thần quan ngư sau đó là con thứ ba con thứ tư lúc này mới qua một lát từng trần đã câu được trọn vẹn 10 con thần quan ngư hơn nữa trọng lượng cũng không nhẹ nhỏ nhất cũng nặng nửa cân lớn nhất thậm chí nặng hai cân chuyện này cũng quá khoa trương đi không đúng móc câu của ta cũng chuyển động đột nhiên cổ lực ma quá to một tiếng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên phao câu của hắn cũng bắt đầu chuyển động trong lòng kích động hắn lúc này vung câu một con thần quan ngư nặng chừng nửa cân bị hắn câu lên ha 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 ta câu được rồi ta câu được rồi cổ lực ma trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên kích động tột đỉnh tay chân luống cuốn thu thần quan ngư vào không chỉ là cổ lực ma đám người thứ thiên khung cũng nhao nhao có thu hoạch từng người cũng bắt đầu có thần quan ngư mắc câu chỉ nhìn thấy mọi người liên tiếp ngươi một con ta một con không ngừng có cá mắc câu trong đó từng trần là nhanh nhất hầu như chỉ trong nháy mắt hơn nữa sức nặng của mỗi con đều không nhẹ mà đám người cổ lực ma mặc dù cũng không có gì gián đoạn nhưng so với từng trần lại chậm hơn rất nhiều thường thường khi từng trần câu được bảy tám con bọn họ mới có thể câu được một con nhưng dù vậy mấy người vẫn kích động không khống chế được tâm tình của mình Ước chừng mấy canh giờ bọn tần trần không biết câu được bao nhiêu con đột nhiên tần trần chợt nhất cần một con thần quang ngư nặng chừng 10 cân bị tần trần câu được lên quay cuồng trên bon thuyền một màn này làm cho bọn lão giả luôn rung động nói không ra lời cổ lực ma càng há to miệng thật lâu khép lại không nổi thu hoạch của bọn họ mấy canh giờ quả thực so với thu hoạch mấy trăm năm của người khác còn nhiều hơn khi tần trần câu được con thần quan ngư 10 cân này cuối cùng đám người cũng bắt đầu thu hoạch không còn gì nữa mau thu những con cá này lại thứ thiên khung phản ứng nhanh nhất lập tức phân phó với cổ lực ma bọn họ lập tức lấy ra thần khí không gian của mình thu thần quan ngư trong thùng nước vào trong thần khí không gian mấy con thần quan ngư cổ lực ma bọn họ hưng phấn khó có thể nói thành lời lần này thả câu thu hoạch được quá nhiều điều này làm cho chính bọn họ cũng không thể tin ở đây có thần quan ngư khi cổ lực ma thu xong thần quan ngư vào trong thần khí không gian xa xa đột nhiên lái tới từng chiếc từng chiếc tinh thuyền những tinh thuyền này tới gần vừa nhìn thấy bọn tần trần có thu hoạch những người này cũng lập tức hưng phấn lên mà trong những tinh thuyền này có một chiếc tinh thuyền bọn tần cũng không xa lạ gì chính là kẻ thù cũ của bọn họ hắc kim trùng tộc hắc kim trùng tộc tạp mễ lạp nhìn thấy bọn tần trần đều có thu hoạch lập tức phân phó trùng tôn trên thuyền trong khoảng thời gian ngắn những trùng tôn này nhao nhao xuất thủ ném móc câu ra ngoài thậm chí người trên các tinh thuyền khác cũng nhao nhao bắt đầu móc câu chỉ là bọn họ dồn dập thu thập lưỡi câu lại là một con thần quan ngư cũng không có câu được tất cả đều không thu hoạch được gì thấy nhiều người mắc câu như vậy lại không ai có thể câu được thần quan ngư tạp mễ lạp của hắc kim trùng tộc không khỏi hung hăng dậm chân hừ tạp mễ lạp các ngươi đến muộn rồi cổ lực ma thấy người của hắc kim trùng tộc không có thu hoạch trong lòng đặc biệt sảng khoái cười to nói thần quan ngư nơi này đã sớm chạy hết rồi bọn họ trước đó ở đây câu thần quan ngư nửa ngày biết được thần quan ngư không thích hợp khẳng định đã sớm chạy rồi thế nhưng tạp mễ lạp lại không có tin liền quát to tiếp tục câu ánh mắt hắn lộ ra hàng quang, cùng các trùng tôn khác lại một lần nữa hạ móc câu muốn câu được thần quan ngư mới thôi nhưng bọn họ liên tục hạ xuống mấy lần móc câu đều không có thu hoạch chúng ta đi thôi từng cần cũng lười nhìn bọn tạp mễ lạp trong tin tức từ tiểu long hắn đã biết được trước đó bọn họ thu hoạch được rất nhiều thần quan ngư thậm chí cô được lão đại của đối phương đàn thần quan ngư vốn sinh sống ở đây đều rời khỏi nơi này sẽ không có thần quan ngư ở đây một thời gian rất dài vị bằng hữu này chậm đã nghe nói trước đó các ngươi cô được một con thiên hồng cẩm lý không biết có nguyện ý bán ra hay không lão hữu nguyện ý ra giá cao thu mua lúc này một giọng nói âm trầm vang lên truyền đến trên tinh thuyền của Tần trần là một chiếc tinh thuyền còn lớn hơn gấp đôi so với bọn tần trần trên đầu thuyền đứng một cái bóng ma toàn thân ở trong áo choàng đen Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.